Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã đến với video của kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, chúng em đang ghép chơi một cái bộ để có thể là nghe nhạc cho chúng em nghe nhạc ạ. Thì nghe cảm thấy rất là hay. Và tính tổng cái giá trị của từng món nó chỉ là 13 triệu đồng thôi. Nên là chúng em lấy máy quay ra ngay để có thể là quay giới thiệu cho các bác một bộ combo này. Trước đó thì mời các bác cùng lắng nghe một chút về âm thanh ạ. Em sẽ cho to nhạc lên một chút nhé. Thấy sao? Bộ của chúng em đang ghép đây rất là đơn giản, gồm 3 thiết bị. Đó là loa, mic và đẩy. Đây là chiếc đẩy liền vang ạ. Chỉ cần 3 thiết bị thôi, tiếng đã rất là hay phải không? Bây giờ em sẽ kiểm tra cho bác luôn về cái chất mic này. Em thấy chất mic cũng rất là ok. Alo, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7. Thưa các bác, đây là cái tiếng mic mập của bộ combo. Tiếng rất là dày dặn, đầy đặn. Tiếng rất là phô, sang sảng như thế này thì các bác phát biểu mới thích này. Tiếng rất là rõ ràng, không hề có hiện tượng hụt hơi, thiếu đường công suất. Rất là hay phải không ạ? Sáng rõ ràng. Bây giờ em sẽ tăng cái phần echo reverb lên. Và đây là cái tiếng hiệu ứng vang nhại của chúng ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng rất là quẹ mượt, định giọng này. Như vậy là các bác có thể là hát karaoke rất là thoải mái rồi. Tiếng cực kỳ định, kể khi các bác nào mà giọng yếu không ngân nga được dài, được cao, thì cái bộ này nó bổ trợ cho các bác cực kỳ tốt. Giọng trung thực mượt mà rồi mà lại còn quẹn hay nữa thì rất là tuyệt vời cho hát karaoke. Rồi, các bác cảm thấy bộ này thế nào ạ? Tiếng hay rồi này, và cái ngoại hình cảm nhận các bác sao? Ngoại hình thì em cảm thấy rất là đẹp, nhất là về cái bộ mic không dây của chúng ta. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác hơn về từng thiết bị trên cái combo này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có mic của AV Pro mã là V8. Đây ạ, một chiếc mic nhập khẩu chính hãng này. Mic này có công nghệ đến từ Anh Quốc. Đây, AV Pro đây là thương hiệu nhập khẩu, nên là họ đã nhập khẩu chiếc mic này chính hãng về Việt Nam. Có mã quét QR đầy đủ cho bác tra nguồn gốc xuất xứ. Mặt trước của em nó được sơn màu kiểu dạng là xanh ngọc ạ. Nhìn bên ngoài rất là đẹp. Qua video thì có thể là màu xanh ngọc này nó bớt sáng hơn. Và ở đây, tay mic. Tay mic rất là đẹp. Các bác có thể kiểm tra chất lượng của bộ mic không dây bằng cách là kiểm tra tay mic thôi. Cái phần khớp nối, phần gen cũng rất là mượt. Cảm giác xoáy vào nó rất là mượt. Và các bác xem cái tay mic ạ. Người ta đã sơn dạng là sơn tĩnh điện sần để có thể là chống bám vân tay cũng như bám bụi, tránh cả trời xước luôn. Tay mic rất là đẹp ạ. Và như em đã vừa thử mic vừa rồi, Cái chất giọng ra chúng ta là thu mic cực kỳ tốt. Nó tiếng nó dày, ấm, và cũng như là cái độ nhạy nó cao. Không cứ gì các bác phải là để mic sát miệng luôn ạ.
để xa ra một chút đó, mic bắt vẫn rất là tốt. Tiếp theo về đẩy liền vang, với chiếc đẩy này thì có công suất là 450W một kênh, công suất khá là khỏe cho một chiếc đẩy liền vang phải không ạ? Như vậy là chúng em đang đánh một đôi loa full, em xin lỗi ạ, đôi loa nằm bắt 30. Như vậy là tiếng ra đã rất là tròn đầy, công suất rất khỏe, và cũng như là cái tính năng vang nhại của em nó rất là hay, quạnh mượt. Những chiếc đẩy liền vang này các bác có thể coi là những cái thiết bị nâng cấp hoàn hảo của âm ly. Thứ nhất là công suất khỏe hơn, thứ hai là vang nhại được cải thiện, thứ ba đó là đầy đủ các tính năng đầy mới như là cổng quang Bluetooth USB. Đầy đủ các tính năng ạ, các bác nên chơi nhạc qua đường cổng quang để cho chất nhạc được hay nhất nhé, bởi vì mạch giải mã trên những chiếc này nó không phải là mạch giải mã giá rẻ đâu, tiếng rất là hay. Rồi tiếp theo, thiết bị cuối cùng chúng em đang để đó là một cặp loa BMB. Nói BMB thì các bác hay nghĩ tới là những cái dòng loa treo hát karaoke gia đình phải không ạ? Thì đây, thương hiệu rất là lâu đời nổi tiếng, thì đây mã của em nó là BMB 2000. Đây là hàng nhập khẩu các bác nhé, để cho cái giá thành nó tiết kiệm nhất cho các bác. Cả dàn của chúng em đây là chỉ là 13 triệu ạ. Em xin nhắc lại với các bác cái giá cực kỳ khủng như vậy, chỉ 13 triệu thôi, chất âm tuyệt vời. Đây ạ, BMB, tem mác đầy đủ này. Đó, hàng bãi, về cái độ mới của em nó khoảng là 95% luôn. Công suất cực đại là 1200W. Đây công suất cực đại của cả đôi ạ, chứ không một phải một chiếc đâu bác nhé. Đây là trở kháng là 8 ohm, trở kháng bình thường. Còn khi đấu song song hai chiếc là tại về 4 ohm, cho cái mức công suất nó cao hơn. Đây, người ta đánh rõ cho bác là loa trái đây. Về những chiếc loa bãi này thì nó độ cũ của em nó thì chỉ một chút đây thôi. Đây ạ, xước sơn đây ạ. Không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Về cái mặt trước sơn thì cũng rất là đẹp. Một vài chỗ thì để ý kỹ lắm thì các bác mới nhận ra được là loa bãi, còn đâu nhìn tổng thể thì như là loa mới luôn. Và các bác thấy cả bộ của chúng em thế nào? Rất là hay. Và bác nào mà có quan tâm tới những bộ dàn giá rẻ như thế này của bên Tuyên Vũ Audio, chúng em xin liên hệ tới số 0978 503 822. Và bây giờ video của chúng em xin được kết thúc ạ. Cảm ơn các bác và chào các bác.